tay phải, tay phải mày. Bắt em này phải không? Bắt em đi đâu về mà bị bắt đấy? Đi thôi, xong đường rồi, bắt sóng bờ rồi. Ôi ơi, ôi đắt ra được. Ôi, ấy, hai em đến cứu ở đây này. Bắt vợ đấy, đang bắt vợ. Yeah.
Thế là bị bắt lên xe rồi. Đây đây, bị bắt lên xe rồi nhá. Chạy rồi. Em kia đã bị bắt đi về rồi. Bắt như thế là được luôn à? Thế là bắt được vợ rồi. Làm vợ luôn, trở thành vợ cho ta luôn à? Nhưng mà thằng nào bắt thằng đằng sau lôi đi đấy à? Bắt thế là làm thủ tục làm lễ đúng không? Đấy là chị em à, đi cùng bọn em à? Là chị hay là bạn em? Là chị. Đi cùng nhau bọn em đi từ đâu mà bọn đấy mấy anh em thấy? Bọn em đi chơi xong là không biết bọn đấy là chặn xe đấy hay là như nào? Là chặn xe. Chặn xe đấy bị bắt luôn. Chặn đấy lâu chưa? Không, cũng không biết nữa, nhưng mà đến chỗ đấy là họ chặn xe rồi. Chặn xe là bắt đấy luôn. Vâng. Thế thằng em trai này đi cùng ấy à, cùng mấy anh em đấy à? Vâng, đi cùng anh đấy. Giờ chặn được một nó đi theo rồi, bây giờ làm nào? Bây giờ làm nào? Thì nó quay lại đón nào? Được. Bây giờ thì nó đi khi nào gọi cho anh em xuống đó. Rất hay. Anh em đi cùng nhau là phải hộ như thế đúng không? Hộ nhau. Lần sau là đến lúc mình là nó phải hộ. Thế thằng em này đi kéo vợ lần nào chưa? Dạ chưa. Đi lần đầu. Ở trên này có hay kéo không? Trên này thỉnh thoảng này vẫn có nhưng mà hay vào ban đêm. À lúc chỉ kéo ban đêm thôi đúng không? Vâng. Vào ban đêm. Để bắt vợ ban đêm. Hôm nay vẫn ở trên này vẫn Tết phải không? Vâng, hôm nay. Tết tháng 2 mà phải không? Vâng. Rằm tháng 2 gọi là Tết rằm tháng 2. Hôm nay là mỗi ngày Tết ở trên này bọn mấy anh em đi chơi Tết các bạn. Chơi Tết. Mình thì đi qua đây đi du lịch về. Đi qua đường gặp luôn. Thế bây giờ này, ba chị em đi cùng nhau kéo về có sợ bố mẹ mắng bọn em không? Bố mẹ chị ấy. Sợ lắm. Sợ lắm mới kéo chị ấy lại chứ không thì. Em này sắp khóc rồi kìa. Bọn em ở đây cây đây xa. Dạ. Nhà em cây đây xa. Xa lắm. Thế à? Thì qua đi bọn em đi chơi thôi đúng không? Vâng. Thôi con này về, nhưng mà bắt xong đấy tối đấy chị đấy có được về không hay là không về đâu? Về ở đấy luôn à? Vâng. Là thành vợ người ta luôn. À thành vợ người ta luôn rồi. Vâng. Đi lập gia đình rồi. Bây giờ về bọn... có biết cái thằng bắt đấy không? Không ạ. Ôi. Không biết là ai nữa, chắc là chị ấy quen nhưng mà bọn em lại không. Chắc là quen chị ấy thôi đúng không? Vâng. Chắc là người ta tán nhưng mà không được bắt đi hả? Vâng, chắc thế. Rồi con này mệt rồi. Thôi các em bây giờ các em về đi. Vâng. Anh cũng phải đi về nhà các em nhỉ. Chị đây thôi. Chào các em nhá. Tôi về đi nhá. Ừ, bọn em về nhá. Lạng Sơn đây. Cảm ơn em nhá. Vâng.